có nên công khai người yêu hay không? Wow, anh thấy cái chủ đề này như thế nào anh trai? Chà chà, cái chủ đề này nó cũng khá là nhạy cảm nhỉ. Nhưng mà là chủ đề này là ai là người khơi mào? Em là khách mời là bị băng lên thớt đó, chứ không phải là em là người khơi mào đâu. Trước khi đến với câu chuyện của em thì em xin phép được nói vài câu đó. Thế là cái câu chuyện này thì có thể nó chỉ đúng với cái vai trò của em thôi, hoặc là vị trí của em thôi. Bởi vì mọi người cũng biết là cái chuyện công khai là có liên quan đến mạng xã hội. Thì đấy là một trong những công cụ mà vừa là công việc là việc, thứ hai là lừa nơi mọi người biết đến em nhiều nhất. Cho nên là việc công khai không nó rất là quan trọng đối với em. Rồi, đúng. Đó. Bây giờ mình sẽ tới câu chuyện đầu tiên đi ha. Câu chuyện đầu tiên có nội dung như sau. Hình như là anh virus của chúng ta thì phải. Cứ kể đi nè, rồi sao? Vâng, em xin phép được kể câu chuyện của bản thân em. Em có một người bạn gái, và một điểm đặc biệt cho cái mối quan hệ này của bọn em đó là từ lúc em mới bắt đầu chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, và sau đó gặp bạn ý, bắt đầu gặp nhau và quen biết nhau cách đây 4 năm. Có một điều đặc biệt mà mọi người sẽ thấy hơi bị trái chiều một chút, đó là em lúc đó đúng cái thời điểm đó thì em lại đang chuẩn bị gọi là dứt điểm với bạn gái cũ trong trang cái thời đoạn mà sóng nó đang nhập nhằng mọi người hiểu không? Chưa có chia tay bạn gái cũ, hai cái nó gần như là chồng lên nhau đúng không? Không, không hề, tức là bản thân em cũng rất chủ động rõ ràng nói về chuyện đó là lúc này em chưa dứt điểm với bạn gái cũ xong. Và thứ hai là lúc này em không có tâm trí để tiếp tục một mối quan hệ mới. Đâm chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhưng bạn ấy vì rất là quý mến em và cũng rất là thương em, bạn ấy cũng nói rằng là bạn ấy cũng chỉ cố gắng đối xử với em như người bạn mà chăm sóc em khi nào em có bạn gái. Và mọi chuyện nó cứ đều đặn đặn, nó cứ diễn ra thông thường như vậy. Thì sau đó khoảng 1 năm hơn, em cảm nhận được là cái tình cảm cũng như là cái không khí lúc đó thì nó giống như cặp đôi yêu nhau vậy. Chính xác á, thì cái trường hợp của Vebet nó là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đúng rồi, có thể là như vậy. Bởi vì sau 1 năm trở lại đây thì bọn em quyết định là sẽ hay ở gần nhau nhiều hơn. Bởi vì là cái chỗ em ở là tầng 9, bạn ấy ở tầng 1. Đâm ra bạn ấy hay lên, thế là hay lên chơi ở cùng, có những hôm bạn ở lại luôn. Thì mọi người đều thấy rất là rõ, bởi vì là post ảnh chơi với nhau mọi người biết liền. Video clip trên mạng đầy một đống. Thì bọn em cũng chưa bao giờ có công khai là đây là người yêu tôi nè, đây là bạn gái tôi nè. Nhưng mà ai cũng biết. Mọi người ai cũng biết. Cũ xạ tự nhiên vương. Đúng rồi. Cần thiết là tự nhiên tới à. Em rất là lắng nghe câu chuyện của anh, và em thấy là cái lúc mà anh vừa chia tay người yêu cũ thì anh có quen chị đó trong quan hệ mập mờ, đúng không ạ? Anh vừa dứt với người yêu cũ á, là anh quen chị đó nhưng mà chưa có tỏ tình với chị đấy, là yêu nhau mà hai người tự cảm nhận với nhau thôi. Có cái năm anh vừa kể đúng rồi không? Nhưng mà anh không, tức là không làm chuyện mập mờ trong lúc anh chưa hết mấy người cũ. Anh rất là rõ ràng cho mọi chuyện. Bé nó dùng từ nó hơi sai giống thôi, như là nhiều khi là anh chỉ nói chuyện với nhau tìm hiểu đúng thôi rồi, đúng rồi, chỉ là đi chơi. Cái này là đúng tại rồi. Em tại vì hồi nãy tự nhiên em lôi cái chuyện có người cũ vô làm tụi chị rất là rối. Hai người cũng bị tách biệt ra tự nhiên em lôi ra. Nhưng mà tại vì em kể chuẩn xác cái câu chuyện của em không muốn giấu mọi người cái gì cả thì chỉ là như vậy. Nhưng mà trong 1 năm đó có nắm tay không? Những cái hành động liên quan đến tình yêu của cặp đôi bình thường thì bọn em đều có hết. Đây để em giải thích ạ. Thì trong những khoảng yêu nhau thì đã có lúc virus chủ động công khai rồi, nhưng mà tình cờ lúc virus chủ động thì bạn ấy lại không muốn. Lúc bạn ấy muốn chủ động công khai thì virus lại không muốn, chứ không phải là em chưa từng mà em không bao giờ nói là em không công khai. Thật ra cái lúc không khai là em bắt đầu cảm thấy rằng là bạn ấy có nhiều người để ý tới, có nhiều người để ý tới. Em nghĩ là tất cả những người ở đây đều như vậy. Tức là khi mà muốn công khai là muốn chứng minh là mình đã sở hữu đối phương, kiểu như mình đây là người yêu của mình, thế này thế kia. Thì em nghĩ là bạn gái em cũng giống như em. Cái lúc muốn công khai em nghĩ cũng giống lý do của em. Nhưng mà khi mà anh quyết định không công khai, anh có nghĩ là người bạn gái của anh sẽ cảm thấy buồn và cảm thấy tủi thân không? Em biết là bạn ấy cũng buồn, tại vì em cũng đã từng muốn công khai rồi mà cũng không được đó. Nhưng mà mọi người thấy đấy, thì công việc của em mà, mọi người biết là cái góc nhìn của em thôi. Thì bản thân em theo em góc nhìn của em sau 4 năm và quen bạn ý, thậm chí những cái bạn khác nữa, thì theo em không nên công khai. Bởi vì thực ra đối với em thì cái chuyện công khai hay không nó không giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là những người mà làm về nghệ thuật, thứ nhất là, thứ hai là nó rất dễ bị ảnh hưởng đến nhiều chiều. Mà khi mà các bạn nữ, đặc biệt là những bạn nữ thì dễ hay bị suy nghĩ nhiều. Mình sẽ kể cho mọi người qua một vài chi tiết để lý do mình sao không công khai. Có rất nhiều vấn đề khi mà công khai bạn gái mà với địa chỉ của em bây giờ. Chỉ một lần em đi ăn với cả em họ, một cử chỉ gì thì là trên group fan post đến 60 post là virus đi với một bạn nữ giấu mặt gì đấy mà bùm chéo cả cái group. Xong mọi người nói em là ông này thế này, ông này thế kia, kiểu như là mà chưa biết gì. Bạn kia không chịu được áp lực, lần đầu tiên bị thế, bị giận luôn.
và em còn không thể nào giải thích được. Ví dụ như bạn ấy giận thì em sẽ hỏi, em luôn luôn nói là tại sao em lại giận, em có thể nói với anh để anh sẽ giải thích lý do. Còn nếu không đồng ý, chúng ta hoàn toàn đưa ra một lối pháp hoặc là giải quyết ngay. Nhưng bạn sẽ không nói gì, bạn sẽ vào phòng đóng cửa dầm cả, em một mình ở ngoài. Bạn có lầu máy không? Tức là bạn có cái phòng nào gần là bạn đóng luôn. Lúc đó lầu chính đó, khiến đâm ra là cái chuyện công khai nó làm cho em ảnh hưởng rất nhiều thứ. Tại em đi với bạn nào, em đi đấy với đối tác nữ, tùy người đi. Em gặp cái người đó họ không chấp nhận, chứ nếu mà họ đã biết được là họ đang dấn thân vào cái điều gì đó thì họ sẽ chấp nhận cái chuyện đó thôi, ai muốn nói gì nói. Nhưng mà nếu mà quen nhau 4 năm vậy đó thì những cái chuyện đó xảy ra, nghĩa là không lẽ là bạn gái của anh không có hiểu được cái vấn đề sau khi quen 4 năm rồi đã biết những cái câu chuyện đó chỉ là công việc của anh thôi, một phần công việc thôi, tại sao là vẫn ghen? Vấn đề là em muốn công việc của em đến như vậy, em sẽ sẵn sàng như vậy. Thậm chí em nói chuyện là bởi vì em cũng yêu nhau một khoảng thời gian là 3 năm rưỡi gần 4 năm, và em trước khi xảy ra cái chuyện vừa rồi em cũng có chủ động là nói chuyện bạn ấy về chuyện là hay là tiến tới bước xa hơn. Nhưng mà em cũng nói thẳng với bạn ấy là không phải là vì em không muốn, bởi vì em muốn làm công việc của em và sự nghiệp của em trong 2 năm nữa, em còn rất nhiều điều muốn làm, em không muốn dừng lại tại đây. Bây giờ nói thật là em chỉ muốn tập trung làm việc thôi, bởi vì bây giờ sự nghiệp của em đang tạm thời là đúng cái ý của em, cho nên em đang muốn tiếp tục với âm nhạc, em đang muốn tiếp tục với những sự kiện của em. Nhưng mà em cũng thấy cảm thấy rất là vui, bởi vì bây giờ bạn ấy cũng trưởng thành hơn, bạn là người tự lập rất là tốt, bạn ấy tự hiểu là bạn ấy phải tự lo cho bản thân bạn ấy nữa, ngoài việc yếu đuối hơn. Thì em nghĩ là như vậy. Vâng, thì em cũng rất là thương bạn ấy, nhưng mà chỉ vì là bản thân em đã lựa chọn rồi. Em nghĩ là cuộc sống của mình nó giống như cán cân thôi. Thế một khi mình đã chọn sự nghiệp hơn thì chuyện tình cảm nó không thể nào cao bằng thế đâu. Nó sẽ thấp đi rất nhiều. Tại vì thời gian dành cho nhau không có. Như vậy và ngay từ đầu quen em cũng đã nói là bởi vì em là người rất là đam mê công việc. Đâm ra là những cái vấn đề xoay quanh đến công tác hay là những khác giới, đối tượng thì bạn ấy phải tin tưởng. Nhưng mà bởi vì em cũng thông cảm bạn ấy, bởi bạn ấy còn trẻ là một này. Thứ hai, cái cảm xúc lúc đấy nhìn thấy thì bị giận hơn thì làm sao mà dừng được. Em nghĩ là như vậy. Bạn thì nói với em là em hay lăng nhăng, bởi vì ai em cũng trả lời comment, thì ai em cũng trả lời inbox. Thì ví dụ em là nam, em livestream thì fan nữ của em đông là chuyện bình thường. Và thứ hai, em trả lời để tăng tương tác Facebook cá nhân thì bạn ấy không chịu được, bởi vì bạn cũng ghen. Cái đấy không có trách. Và cuối cùng chỉ là bọn em một thời gian break là chia tay ra, thì chỉ là do vấn đề là vì em cảm thấy là hai người nên xa nhau hơn để xem tình cảm như thế nào. Nhưng em thấy quyết định của em là đúng. Sau khi xa xong thì ít nhất thì quan hệ của em với bạn ấy đỡ hơn. Hiện tại bọn em không có một mối quan hệ gì rõ ràng trong chuyện tình yêu cả. Thời gian gần đây thì bọn em đi Hàn Quốc với nhau, tham gia một sự kiện ở Incheon. Và quay trở về thì bọn em đã có những cái cải thiện về mối quan hệ. Lúc này thì không đến nỗi là không nói chuyện với nhau nữa, không có rủ đi chơi nữa. Thì bọn em đều nói với nhau là bây giờ thì bọn em cứ thoải mái trong cái đối xử thôi, cứ tập trung làm việc, ai làm việc người đấy. Mà nếu có rủ nhau đi chơi bạn bè hoặc là đi đâu đấy mà có thể nói chuyện với nhau được thì cũng đồng ý. Tại vì em trong thành phố mình cũng không có bạn. Thì đúng là cái là lời khuyên không biết là của em có đúng với mọi người hay không, nhưng mà yêu nhau thì gần nhau nhiều quá không tốt. Ai cũng nên có khoảng không riêng thì sức hút mới có. Nói vậy không lẽ anh cưới vợ anh không được gần vợ? Cái đó là anh cưới vợ là khác rồi. Mà cái này là em, bản thân em là em rất là đồng tình với cái quan điểm này của anh Virus. Vâng. Nghĩa là không nhất thiết mình lúc nào phải là ở bên cạnh nhau 24/24 cả. Cả bản thân mình là đều phải có những cái riêng tư, những cái công việc riêng. Riêng tư đây là riêng tư về công việc thôi, chứ không có riêng tư về những cái chuyện tình cảm khác. Thì nếu mà tại vì yêu nhau là chắc chắn là bản thân mình phải luôn luôn đặt niềm tin cho nhau rồi, đúng không? Nên không thể nào mà có chuyện mà lăng nhăng được. Nếu hai người yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Mà một khi người ta đã có ý là người ta đã là của mình thì nó sẽ là của mình. Còn người ta đã có ý giấu giếm hay làm gì đó thì em nghĩ có công khai cũng vậy à? Nó không giúp em hạnh phúc hơn à. Nhưng rõ ràng là em đóng vai trò rất là tốt trong câu chuyện tình cảm và cố gắng phát triển cho đời tốt hơn là được rồi. Còn chuyện em post ảnh người đấy lên thì không cải thiện cho gì cả. Sao chị nghi 100% phụ nữ này đều thích em á? Nè, anh lấy vị trí đàn ông đi. Nếu mà ở cái vị trí mà thành công như em có ngày hôm nay, em có nhiều điều kiện thì em có rất là nhiều sự lựa chọn, dạ. Đúng không? Đúng. Thì em có phải là cái mẫu người mà hôm nay thích người này rồi hôm sau thích người khác không? Tính em rất thẳng thật, em sẽ khai thật cái con người của em cho mọi người biết. Thì em là một người mà bởi vì gia đình em, tức là biến cố gia đình xảy ra, em không phải là người có nhiều tình cảm với bố mẹ. Thậm chí em gặp bố mẹ trên đầu ngón tay thôi. Và em chỉ ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại em thì hiện tại không còn nữa. Cho nên em rất cần tình thân. Và cho đó lý do vì sao mà em, thứ nhất là em không thể yêu xa được. Thứ hai là em rất hay muốn trải lòng. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là em với bạn gái đó thì lại khó trải lòng á. Tại vì bạn ý thì là, ví dụ như là bạn ý không phải là người dễ chia sẻ. Ví dụ thôi, em bảo bạn ý là ủa hôm nay em xinh ấy, thì bạn là ủa ông bị khùng rồi, tự nhiên hôm nay khen tôi. Tức là bạn ấy không phải là người quá là lãng mạn. Thì bạn ấy luôn luôn là ê ông suốt ngày ông yêu, ông thích mấy cái đồ, cái câu ngọt ngọt nịnh nịnh, tôi không phải như vậy. Kiểu như vậy thì em chỉ thích một chút lãng mạn này, em cũng thích một chút nịnh nịnh này. Em cũng khai thật, em là người có một cái tính xấu, em là người thích nói chuyện.
với người lạ, bởi vì bạn ý với em khó chia sẻ. Tức là em sẽ nói chuyện với một người mà không quan tâm đến sự nghiệp của em, cũng chẳng quan tâm, em biết là cái tác dụng phụ của cái việc đấy nó không đáng là gì cả. Bởi vì em chỉ là em giải bày cái chuyện công việc, em đang mệt mỏi quá thế này. Thì đối với người lạ, người ta thường là ô cố lên anh, không sao đâu, mọi chuyện thế mà. Nhưng mà bạn ấy ban đầu lúc quen em thì đấy đã bảo rồi, đã bảo cái vụ đấy đừng cứ thế này, đừng cứ thế kia. Nhưng là toàn thôi, trách móc hơn là khuyên đúng không? Cũng không hẳn là trách móc đâu, em hiểu ý của bạn ấy cũng tốt thôi. Nhưng mà em là người như vậy, tức là em cần một cô gái mà tâm lý một chút và chỉ cần là chịu đựng một chút thì Thôi đừng có chỉ qua bên đây, tôi thấy là bạn gái của Virus là quá tuyệt vời. Tại vì giờ em đòi hỏi khó quá. Em vừa đòi hỏi một cô gái phải biết tự lo cho mình, không bám víu lấy em quá để cho em còn lo lắng cho công việc. Rồi lại còn muốn cô gái đó còn phải biết nhõng nhẽo con nít tâm lý lắng nghe em. Người ta nhõng nhẽo con nít tâm lý lúc đó em ở đâu, em đang bận làm việc rồi. Thì người ta phải cứng thôi. Như chị nói là rất thương bạn ấy, em cũng rất thương bạn ấy. Nhưng mà em cũng rất cố gắng là bởi vì bạn ấy đang thích một người là em là Virus chứ không phải người bình thường. Đó là bạn cũng phải chịu cảm giác đặc biệt. Và em cũng đã phải chịu những cảm giác đặc biệt đó với nhiều người khác, tức là cộng đồng mạng, với công việc của em. Thì em yêu cầu là người ở bên em cũng phải chịu cảm giác đặc biệt. Ví dụ như là có những cái thiệt thòi là bạn ấy quen em thì chắc là một năm chỉ đi xem hai phim hai lần. Vâng, và chỉ đi chơi với nhau khoảng độ một chục lần kiểu như vậy. Nhưng mà có một điều mà em muốn nhấn mạnh lại là không phải là vì em là một người nhạt nhòa mà là vì ví dụ em hay nói bạn như là khi mà em thích người như là anh Virus chẳng hạn thì em sẽ không có những cuộc vui đơn giản như là đi xem phim hay uống trà sữa, nhưng mà em sẽ có cuộc vui là bọn em sẽ đi du lịch ở nước ngoài luôn, hoặc là em sẽ tặng các bạn những món quà đặc biệt hơn. Tức là chỉ là như vậy, nhưng mà em không phải là người mà đột nhiên ê anh ơi em thèm trà sữa quá chẳng hạn thì anh xin lỗi em nhờ người khác chứ anh đang bận họp hoặc là anh đang bận cái khác. Còn như em đã hẹn là cuối tuần này mình đi chơi nhé, thì bọn em sẽ làm sao cái buổi đi chơi đấy nó vui vẻ nhất. Cho cùng thì chắc là em cũng phải nhấn mạnh lại thì thật ra thì bạn gái đấy là một trong những bạn gái mà đã ở bên em lúc em cũng chưa có gì, tức là đúng em chuyển Hà Nội vào. Cái câu chuyện mà của Virus chia sẻ với anh á, anh cảm thấy cực kỳ đồng tình và anh cảm thấy anh nên chúc mừng cho Virus là đã làm cái điều đúng. Mấy người đàn ông tâm đắc với nhau quá ha. Ok. Chứ còn gì nữa, đây là âm thịnh mà dương đang suy mà. Đúng rồi, đây có một đội ngũ các bạn. Đó, nãy giờ em thấy là nãy giờ mình cũng đã đưa ra những cái vấn đề, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn với nhau rồi đúng không? Thì mới là cái chủ đề đã thông qua rồi.